Xin chào các bạn nha, chúng ta lại tiếp tục đến với series hướng dẫn tân thủ nha. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình đây, hiện tại là mình đang dắt xả hai em pet đi chiến đấu cùng một lúc luôn. Và nó cực kỳ là mạnh. Và trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tân thủ làm thế nào để có thể là ra trận hai em pet cùng một lúc nha. Thì ở đây, các bạn ấn vào cái tính năng linh thú. Đấy, ở trong này thì bước sang ngày thứ 20, chúng ta sẽ mở ra tính năng đồng hành. Các bạn chỉ việc ấn vào phần đồng hành. Đấy, và nó sẽ lựa chọn ra những cái con pet mà các bạn xác nhận là đồng hành. Ví dụ như mình không muốn đồng hành em Kỳ Lân nữa mà mình chuyển sang em Nhân Sâm để chẳng hạn thì mình ấn xác nhận. Tất nhiên là không dại gì mà chọn mấy em Cúi Bắp đấy rồi đúng không? Đấy, và mình sẽ chọn này, xác nhận thêm một lần nữa. Ok ngay. Và bây giờ khi chúng ta trang bị cái linh thú này vào là chắc chắn là chúng ta sẽ có thể là ra trận được 2 em pet. Tuy nhiên, có một cái phần lưu ý cực kỳ quan trọng ở đây. Đó chính là em pet đồng hành ấy các bạn ạ, thì nó chỉ có 20% xác suất là phóng kỹ năng ở lượt của nó thôi. Để mình giải thích cho các bạn dễ hiểu nhá. Ví dụ như em Kỳ Lân ở lượt thứ 2 nó mới đánh một lần 2, 4, 6 đúng không? Đấy, những hiệp chẵn thì nó sẽ đánh. Thế thành ra là ở trong cái hiệp 2 của em Kỳ Lân này, nếu như cho làm đồng hành ấy thì nó sẽ chỉ có 20% là nó đánh ở hiệp 2 thôi các bạn nhé. Và 20% nó đánh ở hiệp 4, 20% nó đánh ở hiệp 6. Tức là nếu như nó dùng con pet chính thì chắc chắn là ở hiệp 2, 4, 6 nó đánh. Tuy nhiên là làm đồng hành thì nó chỉ có cái tỷ lệ là 20% đánh ở những cái lượt đó thôi. Chính vì vậy nếu như những em pet như kiểu là Ứng Long mà 5 hiệp nó mới đánh một lần mà các bạn cho nó làm đồng hành nha, thì trời ơi, chờ đến 5 hiệp có khi đánh cả chục trận ấy nó mới xuất chiến đúng một lần thôi các bạn ơi. Bởi vì tỷ lệ là 20% mà. Thế cho nên những em pet nào mà xác định để làm đồng hành thì các bạn chỉ dùng những em mà một hiệp đánh một lần hoặc hai hiệp đánh một lần là cùng các bạn nha. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà khi đi đánh đấu pháp khoảng chục trận, mình gặp rất nhiều các bạn cũng trang bị em Ong Già làm pet đồng hành rồi, nhưng cái tỷ lệ để con Ong Già nó đánh nhá thấp hơn em Kỳ Lân của mình rất nhiều nha. Mình chả hiểu tại sao, có phải là vì pet đỏ cho nên là nó được ưu ái hơn hay không. Ok, thì nếu như các bạn là người mới chơi game thì có thể xem thêm series hướng dẫn tân thủ ngay trên màn hình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.